Tôi đã nhìn thấy cái tên Patrick Vieira mùa Real Madrid rồi. Chứ kể là Mbappe mùa thứ 20 tòa tin. Một đội hình khá mạnh. Ui. Ui dồi mẹo. Ui. Và rồi lên một Văn Thành. Cánh người ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phải ra ngoài đi. Anh ta đã bắt được bóng. Xe có phải không?
Phan Lâm trận này có những pha cản phá rất xuất thần, làm cho Dô Hiếu phát điện luôn. Đi bóng và dứt điểm rất tốt Patrick Vieira của Ryan Guerrero. Và đây là bàn thắng ấn định tỷ số của chúng ta. Và tỉa rất đẹp. Và người dứt điểm cuối cùng là Quang Hải. Một chiến thắng tuyệt vời của đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta.